Ukraine tuyên bố dội mưa tên lửa xuống căn cứ Nga ở Crimea. Các nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào sân bay quân sự Saki ở bán đảo Crimea tối ngày 20 tháng 9. Các nguồn tin nói với CNN rằng SBU và Hải quân Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng hỏa lực vào sân bay quân sự Saki, có ít nhất 12 máy bay chiến đấu Su-24 và Su-30, cũng như hệ thống phòng quân Panzer M-Pass tại sân bay. Ngoài ra còn có một cơ sở huấn luyện những người vận hành máy bay không người lái Mosasher. Đây là những máy bay không người lái được Nga sử dụng để điều phối các cuộc tập kích và cũng được sử dụng độc lập như một máy bay không người lái tấn công. Các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công của SBU và Hải quân Ukraine đã nhắm trúng mục tiêu và gây hư hại nghiêm trọng cho các thiết bị của đối phương. Đầu tiên, các máy bay không người lái đã được sử dụng để làm quá tải lực lượng phòng không Nga. Sau đó, tên lửa Neptune được phóng đi. Sân bay Saki, nơi tập trung nhiều máy bay chiến đấu của Nga, cũng từng hứng chịu một vụ nổ lớn vào hồi tháng 8 năm 2022. Tên lửa hành trình chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất hiện đã được cải tiến để tấn công các mục tiêu mặt đất. Kiev cho biết, tên lửa đã được sử dụng để tấn công tàu chiến Moskva của Nga vào năm ngoái. Từ năm 2014, căn cứ không quân Saki là nơi đóng quân của một trung đoàn hàng không hải quân Nga thuộc hạm đội Biển Đen. Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga vào năm 2014 trong một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.